Một con Samsung Galaxy M54 anh em. Máy này hình có quay lúc tiếp nhận là máy mất nguồn hoàn toàn. Máy va đập mạnh lắm, đem vô hãng thì hãng từ chối bảo hành. Hãng báo thay nguyên cái men, ảnh chạy luôn. Ảnh chạy luôn anh em. Thì anh bạn này anh đem đến cho mình để tìm một cái giải pháp sửa chữa hợp lý hơn cho chiếc Samsung Galaxy M54 máy đập này. Hiện tại anh em thấy máy đã lên. Máy này hình mở ra bên trong cái men nó cong, men cong rất là nặng và đứt đường ngầm rất nhiều. Đó, nhưng mà trước mắt chúng ta kết quả đã mỹ mãn ha, máy đã được cứu sống thành công. Samsung Galaxy M54 là dòng máy tầm trung giá rẻ nhưng mà được trang bị màn hình LED đục lỗ anh em thấy nè, những cái máy tầm trung Samsung mà được trang bị màn hình LED thì đánh giá khá là cao bởi vì nó mang lại cho anh em cái trải nghiệm sử dụng tốt mà cái chi phí bỏ ra đầu tư ban đầu lại không nhiều. Khi mà anh em vào hãng đối với cái bệnh này chúng ta nghe được cái mức con giá hay men thì 10 anh em là hết 9 anh em là bỏ rồi, một anh em còn lại nhiều khi thay bởi vì máy kỷ niệm hay gì đó hoặc là mong muốn lấy lại dữ liệu, nhưng mà anh em khi mà anh em biết ra thay nguyên một cái men dữ liệu cũng còn luôn thì thôi, cái anh em cũng hết ý định thay luôn. Hiện tại anh em thấy Thịnh làm lên dữ liệu còn nguyên đó, và chi phí như thế nào. Chi phí ở đây thì Thịnh nói một từ đơn giản thôi, đó là Thịnh báo là chắc chắn anh em làm ngay nha. Thịnh không nói cụ thể là bao nhiêu ở những cái clip mình bởi vì nhiều máy, nhiều tùy máy tùy tình trạng, đâu phải mất nguồn con nào cũng như con nào, nhưng mà mình chỉ nói là khi mà bên mình đã sửa được rồi là mình đưa ra cái mức giá là anh em sẽ làm ngay, không có gì phải suy nghĩ hết. Cái điều anh em suy nghĩ phải chăng đó là làm xong rồi về xài ổn không, xài bền không, thì đương nhiên là điều đó nó luôn đi kèm với cái mức giá tốt đó. Bởi vì bên mình không bao giờ làm một cái máy mà làm theo cái kiểu báo giá rẻ rồi làm để nay hư mai hỏng, để anh em xài trong thời gian ngắn là nó lỗi rồi bỏ luôn, không bao giờ. Mình làm cái tiên quyết đầu tiên của mình đó là chất lượng, và cái chất lượng của mình là mình hướng đến cái phục hồi chuẩn zin, có nghĩa là nó về zin như lúc ban đầu thì độ bền nó sẽ rất là cao đó. Vậy khi mà làm được cái điều đó rồi thì mình mới tìm cái cách để mà giảm chi phí xuống cho anh em. Đó là nó đi theo thứ tự ha, bên mình chất lượng trước rồi tới giá cả đó, nên là anh em yên tâm, một khi đã báo giá ra rồi thì cái chất lượng phía trước đã được đảm bảo rồi thì mới báo giá, còn cái nào mà biết xài không bền thì mình cũng báo rõ với anh em để tìm một cái phương án khác thôi. Rồi ok, đối với cái máy bị cong men đứt mặt ngầm nhiều như thế này thì chúng ta phải làm rất là nhiều công đoạn anh em ạ. Thứ nhất là những cái phần như sóc két đồi bể thì mình phải thay, không nói rồi, còn những cái chuyện mà nó đứt ngầm thì sao. Đứt ngầm ở dưới nền, một cái lớp mạch nó có rất nhiều tầng mạch ở dưới, nó ghép lại với nhau. Giờ nó đứt ngầm như đó, chúng ta phải làm như thế nào? Cái này nó về cái mảng chuyên môn. Chúng ta phải dò, chúng ta phải câu, đó, vân vân. Anh em cứ nắm sơ bộ như vậy là được. Thì anh em nào sử dụng Samsung Galaxy M54 cần tư vấn sửa chữa bất kỳ một lỗi nào, từ đơn giản đến phức tạp nhất. Đơn giản là về ép kính, thay màn hình, thay pin, thay vỏ, vân vân. Phức tạp là gì, sửa vô nước, sửa mất nguồn, lỗi wifi, vân vân. Anh em cứ liên hệ trực tiếp, mức độ lỗi nào mình cũng sẽ giải quyết được cho anh em. Điều kiện tiên quyết là một cái máy zin, có nghĩa là Thịnh không có sợ những cái máy mà phát sinh lỗi dù nó va đập nặng nề như thế này. Mình chỉ sợ nhất những cái máy bị hư do cái bàn tay của người thợ đi trước thôi, bởi vì chúng ta can thiệp sâu vào thì nó hư rất là nặng, thậm chí nó mất khả năng sửa chữa hoàn toàn luôn. Bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha, cần tư vấn cứ inbox cho